Kính thưa quý vị, để bắt đầu cho chương trình lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, xin tất cả quý vị đứng lên nghiêm chỉnh chuẩn bị cho nghi thức khai mạc. Mở đầu, Toán Lệnh Kỳ chuẩn bị. Liên quân chào. Lệnh kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Toàn quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. So proudly we hail at the
Thưa quý vị, từ ngày cố tổng thống Nguyễn Minh Thiệu ra đi. Ok, cảm ơn chị. Ok. Ngày 29 tháng 9 năm 2001, suốt 18 năm, chúng ta đã làm nhiều buổi lễ để tưởng niệm ông. Chúng ta đã nói khá nhiều về vai trò và trách nhiệm của ông. Trong đó, chúng ta đã cũng như đánh giá về chính sách, đối đường lối, có những điểm thành tựu và có những điểm thất vọng. Hôm nay, tôi chỉ xin đề cập một vài yếu tố mà dẫn đến khó khăn và trách nhiệm mà ông đã trải qua trong suốt 8 năm. Lèo lái con thuyền quốc gia, chiến đấu và bảo vệ để chống lại xâm lược của Cộng sản Bắc Việt. Kính thưa quý vị, tôi còn nhớ có một vị tướng lãnh quân đội Hoa Kỳ đã nhận định về cuộc chiến Việt Nam. Xin lỗi, tôi không còn nhớ tên ông, nhưng ông đã nói đại khái như sau: If you give them the job, you don't give them the tool, how they finish the job. Ý ông muốn nói, các bạn muốn quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu, nhưng các bạn không giao cho họ súng đạn, làm sao họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhận định của vị tướng lãnh của quân đội Hoa Kỳ đã nói lên một giai đoạn lịch sử chiến tranh rất là khó khăn và khắc nghiệt cho vị tổng thống, tổng tư lệnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nó cũng nói lên cho chúng ta hiểu tại sao chúng ta thất bại trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam. Chúng ta đã biết là sau cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn tồn kho đạn dược để chiến đấu trong 6 tháng. Đó là một trong những nghiệt ngã nhất mà ông đã trải qua. Nói về Hiệp định Paris, Tổng thống, Tổ Tổng thống Nguyễn Minh Thiệu có ý kiến rất là khác biệt về chính phủ Hoa Kỳ. Chính ông là một trong những người quyết liệt chống lại Hiệp định Paris, nhưng cuối cùng ông phải bị áp buộc ký vào Hiệp định một cách rất là miễn cưỡng. Ông cũng biết rằng ký vào Hiệp định đó là một thảm họa cho Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Nixon và Ngoại trưởng Kissinger cũng đều biết điều đó. Nhưng vì thể diện quốc gia, danh dự của nước Mỹ, họ phải làm hy sinh cho đồng minh là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Văn Thiệu cũng thể hiện một tinh thần quốc gia rất là rõ ràng khi ông phải gặp Tổng thống Nixon tại cuộc họp thượng đỉnh Honolulu, và đặc biệt là với cố vấn Kissinger tại Viên Độc Lập, đã ép buộc Việt Nam Cộng Hòa vẫn ký vào Hiệp ước Ngưng Bắn. Trong cuốn sách xuất bản gần đây của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kissinger, đó là cuốn Diplomacy, ông có viết: Hoa Kỳ vì muốn cứu mình nên đã phản bội miền Nam Việt Nam. Về hiện tình đất nước, sau khi Hiệp định Paris năm 1973, cố Tổng thống Nguyễn Minh Thiệu ở trong một tình trạng chiến tranh rất là nan giải.
ông phải đối phó với một nghịch lý. Đó là trong khi khối cộng sản viện trợ ào ạt cho cộng sản Bắc Việt leo thang chiến tranh với số lượng vũ khí gấp 3 lần phía Việt Nam Cộng Hòa, gần 20 sư đoàn đưa vào miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, người Mỹ lại rút quân và dán viện trợ cho miền Nam Việt Nam và nhiệm vụ chính trị cho hội nghị Paris. Năm 1973, người Mỹ đã chuyển thoái hoàn toàn quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam và bắt đầu cắt giảm hết kinh phí viện trợ cho chính quyền Việt Nam, làm cho khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa suy giảm. Kết quả là tháng 3 năm 1975, ban mê thuộc thất thủ, cố tổng thống Nguyễn Văn Xỉu quyết định bỏ Cao Nguyên và quân khu 1, và cuối cùng là sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tóm lại, cố tổng thống Nguyễn Văn Xỉu là một trong những nhà lãnh đạo có ý chí chống cộng quyết liệt, đương đầu một cách anh hùng trong những năm dài chiến tranh đầy cam go, để mong muốn cho Việt Nam được ấm no và hạnh phúc. Cuối cùng, tôi mượn lời một cố vấn chính trị của cố tổng thống Nguyễn Văn Xỉu để thay lời kết cho mình. Mỗi lần nhớ đến ông Thiệu, thật sự tôi không nghĩ đến vinh quang bề ngoài của một tổng thống, mà là những chuỗi ngày khó khăn của đất nước, những áp lực có tính cách đè nặng lên ông. Ông đã chiến đấu như một người lính đơn độc, không vũ khí, bằng lòng dũng cảm và sự hy sinh của chính mình. Tôi không có đức tin tôn giáo, nhưng tôi vẫn cầu mong cho ông, một tín đồ Kitô tôn giáo, được an bình và thanh thản nơi hiện hành. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, sau đây là tuyên đọc tiểu sử của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Tán, cựu điện viên cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thủ tướng phát triển các thủ tướng điện biên
cường bảo vệ tổ chức Việt Nam. Năm 1952, ông Thủ tướng khóa chiến thuật quân sự tại Hà Nội. Năm 1953, thăng cấp chức vụ giữ chức vụ trưởng phòng 3 quân khu Hương Yên ở Bắc Việt. Năm 1954, thăng cấp chức vụ giữ chức vụ trưởng phòng 3 quân khu Hương Yên Bắc Việt. Năm 1954, thăng cấp chức vụ giữ chức vụ trưởng khu Tuy Hòa, Phú Yên. Năm 1955, thăng cấp trung tá giữ chức vụ liên đoàn trưởng liên đoàn 21 lưu động, trung đoàn trưởng trung đoàn 53 bộ binh, chỉ huy trưởng trường bảo vệ quốc gia Đà Lạt lần thứ nhất. Năm 1957, Thủ tướng khóa chỉ huy tham mưu Lê Văn Quốc tại Hoa Kỳ. Năm 1958, chỉ huy trưởng trường bảo vệ quốc gia Đà Lạt lần thứ hai. Năm 1959, tham mưu phó bộ tư lệnh hành quân. Năm 1960, thăng cấp đại tá giữ chức vụ tham mưu trưởng bộ tư lệnh hành quân. Năm 1961, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Năm 1963, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh. Cùng năm đó, ông được vinh danh thiếu tướng. Năm 1964, tư lệnh quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật. Năm 1965, thăng cấp trung tướng giữ chức vụ phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng của chính phủ, thủ tướng Phan Huy Quát và Phan Khắc Sử. Sau khi chính phủ của Phan Khắc Sử giải tán, giao quyền lại cho hội đồng quân nhân cách mạng, thì tổng thống trung tướng Võ Văn Thiều đã được đề cử vào chức vụ chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia để điều hành đất nước. Năm 1967, ông đắc cử Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền dân chủ của đề nghị Cộng Hòa. Năm 1971, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Năm 1975, ngày 1 tháng 4 năm 1975, ông từ chức và giao quyền lại cho Phó Thủ tướng Trần Công Thương. Năm 1985, ông định cư tại Hoa Kỳ. Hôm mình ra mình chỉ. Năm 2001, hôm 10 giờ tối ngày 29 tháng 9 năm 2001, Tổng thống Võ Văn Thiều đã từ trần và bị phê ứng theo đại phố Bộ Tổng thống Ủy ban Massachusetts bên cạnh đông đủ người thân. Thưa quý vị, cho tôi một giây. Dù gì những bất kỳ một lăng kính nào đi nữa, thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn là biểu tượng chống cộng của miền Nam Việt Nam. Ông đã có công đưa miền Nam Việt Nam trên một nền dân chủ và tự do đích thực hơn hẳn tất cả những quốc gia láng giềng của chúng ta thời bây giờ. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần lễ niệm hương. Chúng tôi xin mời ông Phan Như Hữu. Thương mại và kỹ nghệ Phó Niệm Hương,
và ông Tần ha, trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Niệm Hương. Đồng thời trân trọng tất cả, kính mời tất cả những đại diện cho các hội đoàn trong liên hội và các hội đoàn đồng hương tại Nam Cali lên Niệm Hương. Xin mời ông Tránh Niệm Hương và A Phó Niệm Hương tự vị. Mời cụ Nguyễn Đức Cường, mời anh Tần Nam. Dạ, kính mời các hội trưởng hội trong Liên hợp cựu chiến sĩ và các hội đồng hương Quảng Nam, hội đồng hương ở Nam Cali, nhất là hội đồng hương Ninh Thuận. Dạ mời. Xin tất cả quý vị cùng đứng lên để buổi lễ thêm phần trang nghiêm. Xin cảm ơn quý vị. Quyết tâm ngăn chừng giặc còng phương Bắc,
giả tâm lẫn chiếm, ra sức đắp xây nền móng miền Nam dân chủ chân thực, giang sơn vực đẹp bởi thiên thời địa lợi nhân hòa, xã hội an bình do toàn những trung linh góp sức. Người khuyên dân đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỳ những gì cộng sản làm, và đất nước còn tất cả, đất nước mất tất cả, thể hiện một tinh thần yêu nước vô biên, đầy tấm lòng mến dân nhất mực. Tiếp thay vì lợi ích thấp hèn của ngoại bang, bởi quyền lợi riêng tư các cường quốc ép buộc người phải không hận ra đi, bỏ lại miền Nam loạn ly cùng cực. Hôm nay đây, tại nơi này, chúng tôi đồng kính dâng một nén hương thơm với tâm ý tôn vinh, tấm lòng kính phục, cầu xin người linh thiêng độ trì phù hộ cho quê hương mình thoát khỏi ách cầm nô, để đất nước mình được độc lập tự do và dân tộc mình sống ấm no hạnh phúc. Mong thay Liên hội Cựu chiến sĩ chân thành dân hương. Phần niềm vui đến đây chấm dứt. Xin mời tất cả quý vị an toàn.